Chị em Lisa Leon nhà Hồ Ngọc Hà mới hơn 1 tuổi đã biết đánh tràng chuyên nghiệp, cậu Út lúc nào cũng chiếm spotlight. À, đánh ở bên trong. A 2 3. A y. Ngay từ khi mới chào đời, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà đã là hai nhóc tỳ thu hút sự chú ý hàng đầu Vbiz. Với ngoại hình đáng yêu và cá tính khác biệt, Lisa và Leon đã vượt mặt các bố mẹ về sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nhất cử nhất động đều khiến netizen đứng ngồi không yên. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ khoảnh khắc hai thiên thần nhỏ tập tành đánh trăng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Mới hơn 1 tuổi, Lisa và Leon đã tỏ ra vô cùng phấn khích với việc tự vệ sinh răng miệng. Chắc hẳn nữ hoàng giải trí đã phải rất khéo léo để dụ các nhóc tỳ biết tự cầm bàn chải đánh răng. Thế nhưng chỉ trong vài nốt nhạc, cậu Út Leon đã có vẻ mất kiên nhẫn. Leon thẳng tay ném đi chiếc bàn chải một cách không thương tiếc. Chứng kiến khoảnh khắc này, Lisa vẫn là cô bé dịu dàng, tròn xoe mắt nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hồ Ngọc Hà lại không khỏi bất lực vì sự cả thèm chống chán của con trai. Nếu là một fan chân chính của Leon và Lisa, chắc hẳn ai ai cũng biết rằng hai cô cậu mặc dù là song sinh nhưng vẫn luôn bộc lộ sự khác biệt rõ rệt trong cả ngoại hình và tính cách. Trong khi Lisa ra dáng cô chị dịu dàng đằm thắm, mang phẩm chất của một quý cô, thì Leon lại vô cùng tinh nghịch, dễ khóc dễ cười và được mệnh danh là cây hài nhí thánh mẹ me. Mỗi khi mẹ Hà và ba Kim dạy học hoặc hướng dẫn một điều gì đó, Lisa luôn là cô học trò gương mẫu, chăm chú lắng nghe và tỏ ra rất hàm học hỏi. Trong khi đó, Leon luôn tỏ thái độ bất hợp tác, thường xuyên pha trò nghịch ngợm và thậm chí là phá bỉnh cả chị ba. Cho dù là vậy, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng rất ít khi can thiệp vào những câu chuyện thường ngày của hai bé. Họ thường để các con tự giao tiếp và tự xử lý với nhau, lặng lẽ quan sát và chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết. Chính vì lẽ đó, mặc dù rất hay kèn cựa lẫn nhau, nhưng Lisa và Leon chỉ một lúc sau lại ôm nhau đầy tình cảm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nữ hoàng giải trí cũng sớm xem những phi vụ tranh giành của hai chị em là một phần trong cuộc sống. Kim Lý, Hồ Ngọc Hà cũng từng gây chú ý khi đưa Lisa và Leon đi quay quảng cáo từ lúc 8 tháng tuổi. Cặp song sinh này đã có một màn debut cực hoành tráng, thần thái, chẳng kém gì bố mẹ là ngôi sao nổi tiếng. Để có một đoạn quảng cáo hoàn chỉnh, cả gia đình của Hà Hồ đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Cứ ngỡ không gặp nhiều khó khăn, thế nhưng một số cảnh quay đã ngốn rất nhiều thời gian. Chỉ tính riêng một cảnh Hà Hồ Kim Lý cùng cặp song sinh đi dạo trong siêu thị đã phải quay đi quay lại đến 5-6 lần là vì đại ca Leon không chịu hợp tác. Ngoài ra, hai chị em nhà này thường xuyên được bố mẹ cho diện đồ đôi. Kim Lý, Hồ Ngọc Hà những lúc rảnh rỗi thường đưa các con xuống phố dạo chơi, diện cho chị ba và cậu Út những bộ đồ tông sụt tông vô cùng đáng yêu và thời trang. Nếu Lisa là nàng công chúa xinh đẹp, Leon lại là tiểu hoàng tử đầy lịch lãm. Leon được mẹ cho mặc áo sơ mi, quần jean trông bảnh bao hẳn. Thế nhưng vốn là cậu Út hiếu động, thường xuyên gây hài trong gia đình, Leon chẳng chịu ngồi yên, nhóc tỳ liên tục chạy nhảy, có những biểu cảm cường xỉu. Quả thực, những khoảnh khắc rất đổi đời thường của Lisa và Leon lại có sức hút vô cùng lớn, thu hút đông đảo sự chú ý từ người hâm mộ. Ở độ tuổi phát triển, hai nhóc tỳ chắc hẳn sẽ còn rất nhiều trò để cho các cô chú trông ngóng hàng ngày. Và hành trình khôn lớn của Lisa và Leon luôn được mẹ Hà ghi lại. Những bài đăng về các con lúc nào cũng nhận được lượng tương tác khủng từ khán giả. Còn bạn có cảm nghĩ gì về sự hiếu động của hai nhóc tỳ đáng yêu nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.